Rồi và đây là mâm cơm mình đã làm xong cho mẹ chồng hai cả nhà đấy. Đây là hoa ngày hôm qua hàng cộng này cũng đã xong một bữa tất niên ấm áp cho mẹ chồng. Có sen chi này, mù quà này, sushi mẹ chồng thích này, rồi là hoa này. Trên đây thì là cỏ bưởi này, cỏ hoa, cỏ hoa này. Con trai với cơm trắng thì ngày mai hàng sẽ cũng sâu với cả nhà. Hôm nay làm bữa tất nhiên ấm áp cho mẹ chồng rồi cả nhà ơi. Michikata, đây là cô chủ này. Michikata, ôi trời ơi. Còn anh nhỏ đây này, anh chịu rồi. Nữ cái tay. Được cái tay của mình nè. Nhớ, của mình nè. Nhớ. Đấy là hôm nay là ngày cuối cùng của chơi Tết đấy cả nhà. Ôi giời, hai anh chị này. Xe qua xe nè. À, cái này cao nữa. Cái này cắt ta nữa. Rồi, ý ơi, sự cái này nè. Tắc xăng là mám yêu cái này cả này rồi. Đây là anh nhỏ nhỏ đang ngồi trong xe. Chị gạo nữa. Hôm cả nhà ơi, hôm nay cái tiết rất là đẹp nhưng mà vẫn lạnh nha cả nhà. Hôm nay 31 này. 31 tiết rồi, chiều trưa rồi. Đây là cả gia đình ra tàu mồ tổ tiên ông ba và mẹ chồng. Đến mới tổ tiên ông ba và mẹ chồng về ăn tết. Bây giờ mình sẽ ra tàu mồ. Mọi người tàu mồ nó khác ở nhất nha cả nhà. Đó là ở bên kia cả nhà ơi. Đó. Bây giờ thì mình vào đây mình lấy nước này. Rồi là mình lấy chổi để mình ra mình lau chùi mồ rồi thắp hương rồi. Thắp hương hay mồ cho mẹ, cho tổ tiên ông ba mẹ chồng. Đấy, ba đứa nhỏ lăng xăng á. Đó. Shitoru no. Umai ne. Sugoi ne. Xong bây giờ lấy nước, múc nước bỏ vô trong đó. Rồi. Chưa chứ cái tên nè. Rồi ạ. Đây à. Mình lấy nước ở đấy luôn cả nhà, vắt lấy nước ở đấy này. Cho nước vào đó là mình cầm cái chủ ở đây có mẹ anh mẹ gia đình mình nhất thì người ta cũng vào đấy cả nhà. Arigato. Là ngôi chùa mà nói chung là tổ tiên ông bà với là mẹ chồng mình là an nghỉ ở đây. An nghỉ ở đấy nha cả nhà. Đó. Đấy. Bây giờ là mình sẽ ra ngoài mộ. Tất cả mọi người cùng chúng một mối. Khảo với nhân nhân từ đó anh nhỏ nhỏ. Anh nhỏ nhỏ anh đi rồi, bây giờ mình sẽ ra. Nó để tạo mộ tổ tiên ông ba, mời mẹ chồng về ăn tết với con cháu. Từ sáng năm nay cả nhà. Dưới kia mắt tên ấy, ở đây, đây là mẹ tổ tiên ông ba với mẹ chồng mình là ăn nghỉ ở chỗ này cả nhà. Yuki Asune này nè. Bây giờ mình sẽ lau chùi, lau nước ra sạch sẽ. Đây là hoa này, đây là hoa đã hăng là mưa rồi này. Còn hoa cũ là mình mang về nhà nha cả nhà ơi, mình mang về nhà đi. Mình bỏ rác chứ không được bỏ rác đấy. Mà ra một chút tổ mặt tệ nhé.
ông là cái để này làm gì nào mẹ 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 con chưa dạng lên mình sẽ mang về nhà ấy cả nhà, mình sẽ mang về nhà. Mình ra ra tảo mồ cho ông bà xong mình cũng cơm tất niên mời ông bà hàng làm theo phong tục nghề nhật luôn là những cái món để ăn truyền thống ngày tết của nhà ta mình hàng đều mua hết rồi. ちょっと待って。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 ちょ
ちばってこっち。はい。はい。おじいちゃん、おばあちゃん。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。何も。行くわよ。いたします。あ、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 あ
Đá cứ cốt chị. Đá cho đi cốt chị. Đá cho đi. Cốt chị. À ắt chị. Ắt chị ơ. Sao xong xong là mình bỏ lại mình xong mình làm xong chưa, mình bỏ nước đôi chi lại ở đó ấy cả nha. Đấy, bây giờ anh bé anh nha mang qua biểu cuối năm vào ở trong mình vào trong chùa nữa cả nhà, vào bên trong lần nữa. Bà bán nát cả hai tô nữa. Đây là ngoài mùa cả nhà, yêu hãy vào đi vào ở trong này nữa cả nhà ơi. Ơi, hãy ở chỉ cần xem mình đã. Ui, rồi mà là nát cả hai tay đâu? Mà ừ. Bà cho nó cả ô rồi cả yếu. Chị cơ chết ta cả. Chị mình vào bên trong. Làm lễ ở phía ngoài xong mình bỏ vô trong. Rồi, cứ chịu nước đi đi. Đá cho đi ôm, đá cho đi ôm mộ, hãy cứ chú nước đi. Đây là cốt chi à đấy? Đây là quán cảnh kinh ngôi chua mà tổ tiên ông bà vậy lại mẹ cho mình ăn nhiều đấy này. Hãy
Rồi, đã tôi đưa cái đó cho. Đó. Nó là ta có. Đã tôi đưa. Ý, cô sĩ á tôi đấy. Mẹ con mận bị. Đã tôi đưa, bye bye. Cái đó cho. Rồi cái đó rồi, cái đó rồi. Giá thì có tôi gà ít bát rồi. Ai, dùng bằng chưa có gì hết. Ước gì đâu. Hai giờ cứ. Diêu kia. Nhà cha mà bán, ba bị em mà bán bị con như vậy. Đặt tên tên tôi đây là bà ta. Ta diêu chi đó. Kiểu đã tự động chi bằng nhưng mà còn. Ở tắt kia ba bảy cái đi không? Em ngoan chứ. Em ngoan quá đi. À, em nhớ nơi thì em đi em cần mẹ bế nữa hí. Đợi bế cả nhà ơi, đợi bế. Đợi bế anh đâu bởi vì anh đâu bạn bá lắm. Đợi bế. Sao em giỏi quá đi, em đợi em đi bùa. Nhớ chị. À cái kia chứ, cái tắc kia chứ. Ấy. À mắt tay mắt tay. À bên này. Cái rồi. À cả cháu để nó thấy như cả nhà. Thằng anh thì bị mà thằng em thì đi. Có ai bỏ cái kiểu thế này không? Ai không? Em thì đi mà anh thì bị. Tắt cái bếp cốt chi. Rồi về để cho mẹ làm mà. Làm cơm để mẹ cũng cho mẹ. Em đã tới đâu? Em mời em lên xe. Ta cứ number one nè. Chưa, từ lấy ra cả nhà, từ lấy nó. Giỏi quá đi. Không bị em đua chứ hết. Giỏi quá. Ta cứ number one nè. Này, đã tới đâu hai tí. Này. Bây giờ mình về nhà này. Ấy về rồi, bây giờ về rồi chứ mà vào để mẹ chuẩn bị chuẩn bị mâm cỗ để mà làm cho ông bà nào. Rồi và đây là mâm cơm mình đã làm xong cho mẹ cho hai cả nhà. Đấy, đây là hoa ngày hôm qua hàng cộng này. Cùng đã xong một bữa tất niên ấm áp cho mẹ chồng, có sen chi này, mũ quà này, sushi mẹ chồng thích này, rồi là hoa này, trên đây thì là có bưởi này, có hoa này, con trai phải cơm trắng thì ngày mai hàng sẽ cũng sáu ấy cả nhà. Hôm nay làm bữa tất niên ấm áp cho mẹ chồng rồi cả nhà ơi. Đây là hoa trình tết này ngày tết ở Nhật ấy, khác hẳn ở Việt Nam mình ấy cả nhà ấy. Có cây thông này là hoa cúc này đó, mấy cái hoa thế này này, hoa là hoa nụ tâm xuân này. Cũng là vội vàng nhưng cũng là tất bật ấy, mà hăng là cũng mà có ba đứa nhỏ nữa cả nhà ơi, nên cũng vất vả ấy. Nên là cuối cùng nó cũng đã lên mắm sống cho tổ tiên ông ba và mẹ chồng là xong rồi. Đây là hoa hôm qua hàng cộng này, nói chung cảm thấy đẹp nhưng mà cũng tâm niệm cũng là cộng xong. Đây là quả dưa hậu mê rong. Đây là gọi là phong tục. Đây là bữa cơm mà tất niên á, cũng ông ba, tổ tiên ông ba mẹ chồng, mời ông ba mẹ chồng về ăn tết rồi cả nhà, có bia rồi có
có cà phê của ông ba thích cái này cả nhà này. Đó. Đây là hoa này. Đó. Đây cả nhà. Cũng là xong rồi cả nhà ơi. Bên kia là cá mi sa mạc. Bữa cơm tất niên ở bên Nhật đơn giản thế này thôi cả nhà. Đó, Hằng cũng làm theo kiểu truyền thống của người Nhật đấy cả nhà ơi. Thì Hằng không làm mà không có bánh chưng bánh tét trong bên Việt Nam mình ấy. Tất cả đều là đó, có bánh có mâm ngũ quả này, không có đu đủ này, thăng long này, chuỗi này, bưởi này, quả cam này, rồi là quả hồng khô của mẹ chồng thích này. Ở đây là có cái gì sashimi này, ở sushi, có sushi này, mẹ chồng thích này. Đây là bên cái hộp mà giống như là cũng có đầy đủ rừng, bên Nhật người ta làm nó rất là tỉ mỉ, hoa văn rất đẹp, biểu tượng cho ngày Tết là đồ ngọt, rất là ngọt ngào ấy cả nhà, ngọt ngào may mắn này. Bên dưới đây là hộp bánh này, hộp bánh người ta gọi cũng rất là đẹp này. Đó, đây là tôm này, trứng này. Đó, có hạt dẻ này, củ cải trắng này, hạt sen này, đầu đỏ này, là cà khô này. Mỗi thứ đây là biểu điều nó có được kia cái ý nghĩa và biểu tượng riêng đó cả nhà. Ở đây nữa cả nhà này. Đó. Nó hộp bánh là năm con thỏ, nó có chú thỏ này. Ở Việt Nam mình gọi là năm con mèo ấy. Gọi là năm con mèo nhưng mà ở Nhật người ta gọi là con thỏ ấy cả nhà. Đấy, cái hộp bánh tượng trưng con thỏ đấy cả nhà này. Thế là Hằng cũng đã chuẩn bị xong cái bữa cơm tất niên để mời cho ông bà ra về á. Rồi bây giờ là Hằng về nhà để làm mà để tối nay đón giao thừa đó cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà sau nha cả nhà ơi. Tất cả là đều là những cái văn hóa phong tục ở bên Nhật đấy cả nhà. Về nói chung là cái ý nghĩa của ngày đầu năm mới là người Nhật ăn những cái gì này, thì ngày mai ngày kia thì ông sẽ đi khai xuân này, du xuân này, đi lấy cầu may này, cầu án này, rồi là đầu năm mới người Nhật ăn những cái món gì, thì Hằng sẽ làm những cái video thực tế nhất để cho mọi người cùng xem để biết được và hiểu rõ thêm về cái phong tục quán những văn hóa của người Nhật nhé cả nhà. Đấy, thì bên Nhật người ta là đơn giản lắm, nó không cầu kỳ giống như Việt Nam, nhưng mà ở đây người ta làm sẵn hết tất cả mọi thứ rồi cả nhà. Những cái hoa văn người ta rất làm đẹp gọn, đẹp nó gọn gàng ấy cả nhà. Nhưng mà nó được bù lại thì ở Việt Nam mình thì nó ấm áp hơn, nó rộn ràng hơn, tịnh ra đường ra đô, chứ ở người Nhật ra tịnh người ta không ra đường. Chủ yếu là đầu năm là người ta đi lên chùa, ở các cái đền chùa của Nhật nó đông đông lắm. Còn người ta ít khi ra đường nên là ngày Tết ở ngoài đường hoặc là thôn xóm ở trong nhà vắng vẻ. Chỉ có ở chùa ở đây là rất là đông. Chứ còn ra đường là vắng tanh nhằng. Bây giờ Hằng xin phép kết thúc cái video hôm nay nha cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, cái video của Hằng hôm nay là đi tảo mồ này, rồi là làm cơm tất niên mời gia tiên ông bà, mẹ chồng. Cái video của Hằng xin phép được rồi, kết thúc ở đây. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào cái video tụi này của gia đình Hằng nha cả nhà. Tụi này thì gia đình sẽ đón giao thừa, sẽ có video vào đêm giao thừa cho cả nhà nha cả nhà ơi. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ xem video ủng hộ Hằng nha cả nhà ơi. Bye bye.